Hả? Thôi để cho tím đi. Ăn mì cay no rồi, thêm quả sầu riêng nữa, miếng sầu riêng nữa. Không ăn được nữa, không uống được nữa. Ăn ít mà. Không. Thím thôi chứ ăn uống gì lắm. Quần áo nó có bẩn đâu, quần áo nó sạch mà. Cái túi của anh ấy à. Mà. Cái giày ui cái chỗ sâu là tới đây luôn à. Tới gần tới đầu gối luôn à. Đấy à, con ăn thua đâu. Còn đỡ hơn cái chỗ chiều đuổi con trâu. Ô chỗ chiều đuổi con trâu, trời ơi con trâu nó nhấm một phát rồi. Lụt hết cả người luôn. Ôi cái đàn trâu hàng trăm con phải không? Ôi dồi ôi, khiếp 34 con luôn. Chưa chi chưa, lúa chưa đến đuổi trâu xuống rồi. Ôi thế mà ở ngoài đường mưa to lắm. Ở đâu chỗ nào? Ngoài Tam Giang mưa to lắm. Ồ. Cầm cái cây chọc đại. Thế mà che tam không? Chưa. Chưa, mưa to lắm. Chính chưa xuống Tam Giang mưa mà. Từ cái ở chỗ đường Tam Giang còn có cái vũng nước to lắm. Ôi, thế có bị ướt hết không? Không.
mưa mưa từ hồi trưa mà, nhưng mà kiểu nó đọng lại ấy. Thì búng nước thôi. Ui xong đấy, nhẹ nhàng ấy. Ủa xong rồi ấy. Bây giờ ở nhà canh phơi lúa chứ. Cái còn may ấy nhỉ. Còn may không phải phiên của mình nhé. Ui hôm nay có được Trinh với cậu Tuấn à. Hai thằng. Một thằng ôm, một thằng tuốt, một bác. Đã còn may chứ còn ở nhà nè. Không là không có ai luôn. Không có ai. Xong chiều chiều hai hai dưới chồng con Lan mới lên. Thế thì mấy mấy người gặp có cái máy cắt cỏ làm một đường là buổi sáng xong rồi. Sao lại chiếm nó không lên máy cắt cỏ mà cắt? Nếu có máy cắt cỏ đưa Trinh cắt cho biết cắt mà. Đỡ cắt chắc cái đấy cái đám kia chắc 2 tiếng xong rồi. Trinh cắt cắt 2 tiếng 3 tiếng xong rồi. Thì đấy. Trời ơi, kêu anh em đi làm thế này thì biết đâu tưởng gạt máy chứ. Mẹ cũng chả nói nữa. Cái lồng ấy. Chắc hết, chắc tiếng làm thế này chắc hết nhiều tiền lắm đấy nhỉ.